Em xin nhắc lại là sponsor khi kéo về tay phải, khi ta nâng sáng lên thì vùng sáng nó sẽ được nâng lên, và phim này khi chúng ta nâng sáng lên thì vùng tối nó sẽ được nâng lên. Còn Friday khi ta nâng sáng lên thì toàn bộ ảnh nó sẽ được nâng lên một cách tĩnh tiết đều. Và exposure là khi chúng ta chụp ngược sáng mà chúng ta không sử dụng đèn flash, ảnh nó sẽ bị tối chủ thể. Và vì vậy chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng camera raw hay là Photoshop để chỉnh, thì chúng ta sẽ nâng sáng lên bằng fill light. Chúng ta nâng sáng lên thì chúng ta thấy là cái vùng highlight nó không có bị ảnh hưởng nhiều lắm, và vùng sáng khi mà chúng ta nâng lên đủ